Chào tất cả các bạn, chào tất cả anh em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay giới thiệu với các bạn đây là hai thân hoàng thảo kèn, hàng chuẩn của rừng Lai Châu các bạn nhé. Thì vừa mới nở ngày hôm qua thôi, hôm nay là bắt đầu ngày thứ hai. Đây là một trong những cây kèn rất là đậm màu. Các bạn có thể nhìn thấy. Đây là mình quay hình ảnh chân thực thực tế các bạn nhé. Đây là hàng thuần, hai thân, một thân được khoảng 20 phân, một thân được khoảng 30 phân. Đấy, đang mầm gốc rất là khỏe. Đây. Đây, mầm gốc rất là khỏe các bạn nhé. Đây, hai thân này thì anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì mình sẽ cực kỳ đẹp luôn. Và đây là mình quay vào buổi trưa để cho các bạn nhìn cái hình ảnh mà cái cây màu sắc của cái cây này nó rất là chuẩn màu luôn. Nó không có bị chỉnh màu hay gì cả. Đấy. Màu tím đậm các bạn nhé. Đấy, thực tế là như vậy. Thì anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0978 829 002. Vâng, rất cảm ơn các bạn. Cảm ơn tất cả anh em đã thường xuyên theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.